Rồi nha. Những anh em nào yêu thích cái sự cổ điển, yêu thích trưng bày thì cái con này có cái bộ rất đẹp. Bình thường nó chỉ có nắp sắt thôi, nhưng mà Khôi đã tô điểm thêm cho nó để cho nó đẹp hơn. Bên trong ruột gan cũng khá đẹp, vì độ bại mà như vậy là đẹp anh em nhé. Rồi sự giới thiệu sơ với anh em như vậy thôi nha. Còn bây giờ thì anh em sẽ đợi Khôi trong giây lát nha. Khôi sẽ cắm điện vào con này để test cái chất âm đó, để anh em nghe thử cái chất âm nha. Anh em đợi Khôi chút xíu nha. Khôi chuẩn bị. Bình thường thì những anh em khác họ sẽ cắt cái khúc này đi đó. Rồi họ làm xong cái việc là lắp ghép thì họ sẽ nối lại đó. Nhưng mà Khôi thì không biết làm nha anh em. Khôi không biết làm cái vụ mà cắt ghép nên anh em đợi Khôi tí xíu nha. Trong thời gian đợi thì anh em xem loa nha. Rồi nhưng mà cũng mau thôi, anh em đợi Khôi tí xíu. Khôi chuẩn bị phần ghép nối nha, để test chất âm, ghép nối để test chất âm cho anh em. Đây anh em, rất là nhanh ha, thì cũng đã xong rồi. Đây các cái chức năng cơ bản này, đây là bát ha, đây volume anh em, đây là chỉnh CT này, CT reverb nha, đây lau nét. Vì là mình test có điện thoại á nên Khôi không bật lau nét nha. Để ba lần ha. Anh em quan tâm cái con này á thì anh em có một cái nữa là cái đèn này là đèn led anh em nha, nên khi mình quay clip lên á nó sẽ nháy, nhưng mà thực tế ở ngoài là không nha. Thực tế ở ngoài là không có nháy nha. Máy bay đang bay qua nha, anh em thông cảm đợi Khôi một tí nha. Rồi. Cái này mình gắn nó bị lệch nha anh em. Ok. Thật sự nói với em nghe là test, mục đích của Lê Khôi Audio test là để đảm bảo là cái con âm ly này hoạt động hoàn hảo nhá. Còn về cái phần phối ghép thì anh em tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm, hoặc anh em alo trực tiếp để biết được cái con âm ly này sẽ hợp với những cái loa nào nhé. Rồi bây giờ Khôi sẽ chuyển sang IMFM nha, để test cái IMFM cho anh em. Anh em đợi tí để em test cái radio nha. Bật nó có lệch không? Đây. Cái con này là con của Mỹ anh em, nên khi mà anh em muốn nó rõ hơn á thì mình phải gắn thêm cái anten ngoài nha. Lưu lượng xe container sẽ tải nặng. Ok.
Đây là này, đây này, mình muốn nó rõ hơn á thì mình sẽ cắm vào cái dây nha. Đây em sẽ cắm thử cái dây, cắm thử cái dây là anh em nghe thử nha, nó sẽ rõ hơn nhiều. Chồng phải kiếm tiền đó, tiền cho đẹp theo như thế không nên, và bây giờ cô được làm và nó sẽ rõ hơn nhiều, rất nhiều phụ nữ nên chia sẻ ánh mắt ra. Mà ví dụ như bắt được rất là nhiều đài anh em nha. Chóng lại và tất nhiên. Ok, bắt được rất nhiều đài. Rồi bây giờ chuyển sang phân lại cái phần nhạc nha anh em. Em cái con này là hàng xuất Mỹ nên tiếng nó rất là hay anh em nha. Tiếng nó hay hơn con Pioneer đó nha. Anh em có các cái loa nào cần tới công suất, con này đỉnh tốt nha. Xuất tụ nhưng mà công suất tới 290W nha. Tại vì cái tụ này đến 80V này nè. 80V rất là lớn nha. Sòi nguyên bản nha. Nói chung là hàng bài nhưng mà con này cũng khá thôi anh em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em quan tâm tới con âm ly này, add Zalo nếu anh em cần xem thêm hình ảnh, hoặc là vào Facebook Lê Khôi, Khôi Lê Đình, hoặc là chợ loa Mi Bạn Sài Gòn nha, để xem thêm hình ảnh. Số điện thoại hotline thì trên cái kênh này là có luôn nha, 0962 828384. Những anh em nào thật sự quan tâm thì alo trực tiếp cho Lê Khô Audio để được tư vấn và nhiều hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.